kiện à? Ôi trời ơi, lại đạp tung chân rồi. Anh đạp tung chân gì? Chết đi. Gì? Rụi rụi vào lách thôi, ngủ toàn giúp vào lách để cho đỡ ánh sáng để ngủ ngon thôi. À, anh cắt ngủ đây này. Thân này sau này mà lại cái kiểu chú rể nó nữa, nói năng cái kiểu chú rể nó ôm đòn. Nhưng mà ngủ đi nhá.
Bây giờ mà gọi trong điện thoại này mình gọi nó biết chưa nhỉ? Chưa. Nào tay số 5 rồi. Không khác thì dục nhỉ.
nay đi, lúc bắt đầu là bấm là nó, cái này có gì nhỉ? Cái tay bên trái thì lúc nào nó cũng nắm này, tay bên phải nó xòe, tay trái lúc nào cũng nắm. Nhưng ý mà nó cào vào mặt thì con nó toét mặt ra, thằng cái nét ngủ độc liêm diêm. Rụi rụi vào lách thôi, ngủ toàn rút vào lách để cho đỡ ánh sáng để ngủ ngon thôi.